Dạ mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Hiện tại hậu nhân cũng đang có mặt tại đám tang của sự Xuân Thu cả nhà. Hiện tại chú Chí Linh với cô Văn Hà cũng đang ở đây cả nhà. Đây là chú Chí Linh với bà cô Văn Hà cả nhà. Chú và cô cũng vừa đến luôn. Dạ. Đến đây và cũng như là viếng nghệ sĩ Xuân Thu. Dạ, phải nói là cô ra đi là một tiếc nối rất lớn của đoàn nghệ thuật cải lương cả nhà. Dạ, rất là nhiều cô chú nghệ sĩ cũng như là đang đi và đang làm việc thì cũng dành thời gian đến đây và thắp một nén nhang cũng như là chia buồn với gia đình cả nhà. Dạ. Tiên hậu nhân gặp chú ở bên ngoài nha cả nhà. Chào một ngày mới thì hậu nhân cũng xin chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ, có một lễ hôm qua với Cường, Đại Linh vô cùng thương tiếc lễ hôm qua này cả nhà. Nó rất là trang trọng luôn. Đây là bên ngoài này cả nhà. Đây là nơi đặt linh cữu của nghệ sĩ Xuân Thu cả nhà. Dạ. Đây là bên ngoài này cả nhà, tấm cáo phó này cả nhà. Dạ thì sáng sớm thì hội nhà cũng chia sẻ cho nhà mình xem ha. Dạ. Rồi sáng sớm hôm nay thì cô chú ở xa cũng đến rất là đông luôn cả nhà. Dạ thì cả nhà mình nhìn nè, rất là nhiều xe đậu luôn phía trước luôn. Dạ thì hậu nhân cũng tranh thủ rất là sớm mà đến đây cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ đến cả nhà mình. Rất mong cả nhà yêu mến hãy cho hậu nhân xin một lượt đăng ký, một lượt like nhé nha. Dạ hậu nhân cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho quý cô chú bác anh chị ở xa
thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công cho cuộc sống. Dạ. Tên thật, tên của cô Xuân Thu là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt nha cả nhà. Pháp danh là Thường Thu, còn nghệ danh là Xuân Thu. Dạ. Dạ đây là phía bên trong nữa cả nhà. Thì hôm hồi tối thì hậu nhân cũng quay rất là khuya, thì cũng có chị Quế Trân, nghệ sĩ Quế Trân cùng với lại nghệ sĩ Kim Tử Long đến rất là khuya cả nhà. Dạ, thì nghệ sĩ Kim Tử Long thì đi diễn cả nhà, đi tập tuồng cũng về, tranh thủ về đây. Còn chị Quế Trân thì đi chung với mẹ cả nhà đến đây và chia buồn và tâm sự rất là lâu luôn, tầm khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Dạ, hậu nhân cũng đã quay và cập nhật gửi lên cả nhà mình đó. Ở đây là ngôi chùa, đây gọi là chùa Ấn Quang cả nhà. Chùa Ấn Quang. Dạ, đây cả nhà. Chùa Ấn Quang cả nhà. Chùa rất là lớn luôn. Đây là trước cổng chùa nè cả nhà. Còn đây là phía trước là xe nè cả nhà. Xe rất là nhiều. Rồi cái anh đang ngồi ghế là anh giữ xe nha cả nhà. Anh giữ chiếc xe, những chiếc xe tới đây. Dạ. Đây là phía trước nè cả nhà. Địa điểm ở đây là 440 Vạn Hạnh. Cả nhà mình xem thấy không? 440 Vạn Hạnh, phường 9, quận 10. Dạ, thì cái nhà mình đến đây thì sẽ trực tiếp đến cái đám tang của nghệ sĩ Xuân Thu, cũng như là mình chia buồn cùng với lại gia đình. Thì cái nhà mình cứ đến địa chỉ này thì sẽ đến trực tiếp luôn nha cả nhà. Dạ, thì video cũng khá dài rồi, hậu nhân cũng xin chúc cho cả nhà mình đó tập là nhiều sức khỏe và nhiều thành công như chúng ta. Mong cả nhà quý hãy đăng ký và like ủng hộ hậu nhân cả nhà. Hậu nhân xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều.